Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn uống và sửa lại cây linh sam mini nè các bạn. Đây là cây sam núi ha, sam trái của lúc trước. Hôm nay cũng rất là duyên rồi các bạn. Đổ thì không phải là đổ mấy, nhưng mà nó dạng như nó bay bay các bạn, giá quyền ha. Rất là dễ thương. Hôm nay mình tỉa sơ sơ nó. Thì các bạn thắc mắc là cái chậu nó thường nó tại sao nó ướt dưới này, là mình hay bỏ cái chậu vô một cái khay mình ngâm các bạn. Do ban ngày mình cũng không có thời gian để tưới nên mình lấy một cái khay đựng nước. Đựng vừa đủ cái lượng nước khoảng chừng một lóng tay vậy đó, mình bỏ cái chậu cho mình ngâm. Ngâm vậy đó, ngâm từ tới trưa hoặc là tới chiều rồi đó mình lấy ra. Ban đêm thì mình để ở ngoài. Thì như vậy nó rất là an toàn các bạn, mà cây nó phát triển rất là nhanh đó ha. Thì cái này mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi đó, cái cách mà chúng ta tưới đủ nước cho cây mini đó, là cách đó là rất là hiệu quả. Đây là cây, hôm nay mình sẽ làm cái này nha các bạn. Thì cái này mình cũng áp dụng tưới bằng cách đó đó bạn. Lấy một cái khay, bạn lấy một cái khay đi, bạn bỏ nó, bỏ nước vô và chúng ta bỏ cái chậu, nguyên cái chậu vô ta ngâm. Thì thứ nhất là cây nó đủ nước các bạn, với lại bạn biết cái cây mini nó rất là ít đất, mà các bạn tưới không đủ nước á, mà các bạn để ngoài nắng nhiều thì nó dễ bị mất nước và nó khô lá, nó chết đi các bạn. Thì cây không bao giờ chết vì nước nha các bạn, không bao giờ chết vì nhiều nước, mà nó chết vì cái chất độc ở trong nước, có nghĩa là cái nước nó cũ các bạn, nước cũ, nước nó không có oxy hòa tan và cái nước nó đậm lại lâu ngày thì nó mới bị tình trạng là úng rễ thôi. Chứ còn nước mới mỗi ngày, bạn thay nước mới mỗi ngày, bạn tưới thì nó không sao cả. Cây không có chết vì nước mà nó chết vì cái nước úng. Thì hôm nay mình sẽ vô thêm một cọng dây kẽm nữa các bạn. Vô thêm một cọng dây nữa để sửa cây lại cho nó duyên hơn một chút nữa các bạn. Thì cây này hôm trước mình cũng vô một cọng dây kẽm đã uống một lần rồi, nhưng mà chỉ uống định hình thôi chứ nó chưa có đã lắm. Hôm nay tiếp tục vô thêm một cọng dây nữa, uống cho nó duyên luôn thôi. Thì cái cây này á, thì chắc có lẽ là mình sẽ vô thêm một dây này rồi xong rồi uống nó dạng như nó bye bye các bạn, nó bye bye thôi. Nó dạng như nó vắng huyền thôi chứ không có đổ, tại vì đổ thì nuôi rất là khó nuôi với lại mini mà chơi đổ thì nó rất là khó nuôi các bạn, đặc biệt là mình chơi trong chậu nhỏ vậy nè, nó chậm lớn lắm, những cái ngọn đổ á nó chậm lớn lắm. Với lại mình cũng không thích đổ lắm, mình thích nó bye bye thôi, nó tự nhiên là được chứ cũng không thích đổ mấy. Thì chỉ vô cái dây này xong mình uống vô cái co nó gắt thêm một chút nữa các bạn, cho nó lắc thêm một chút xíu nữa thì vẫn giữ cái dáng này, nhưng mà có lẽ là cho nó chút để mình quấn dây xong rồi mình và chia sẻ cho các bạn xem chơi cho vui. Thì uống cây thì mình cũng khuyên các bạn á, thì cũng đừng có tuân thủ nhiều cái quy tắc quá, đừng cứ gò bó cây quá, cứ uống tự nhiên các bạn. Chúng ta vô dây xong rồi uống và ngắm. Cảm thấy cái điểm nào đó nó cảm thấy nó thích hợp với, cảm thấy bản thân nó đẹp, bản thân tự nhiên là được, chứ cũng đừng cứ cố gắng làm một cái cây của mình mà nó giống với cây của người nào đó hoặc là một cái gì đó. Thì mỗi một cây nó mỗi một vẻ khác nhau các bạn ha, tại nhiều khi cây của mình nó không giống với cây của người ta và nó có nhiều cái để khác biệt lắm. Thứ nhất là cái phôi của mình nó không có giống như cây của người ta, mà mình làm giống như của người ta thì thành ra nó không có tự nhiên, nó không có đẹp. Thì các bạn cứ quấn dây vô và uống và ngắm.
Đó, thì chứ cái này thì mình này đó giờ mình chơi theo kiểu đó đó các bạn, chứ cũng không có dựa vào một cái tiêu chuẩn hay là cái quy định nào cả. Nó cứ uống thoải mái, uống tự nhiên nhất có thể. Bạn uống vô dây uống làm sao mà cảm thấy, bạn ngắm làm sao mà cảm thấy nó đẹp, nó duyên mà nó giống với một cái cây ở ngoài tự nhiên nhất là được. À, như vậy là các bạn đã có một cái cây để chúng ta chơi riêng rồi các bạn ha. Không cần phải cầu kỳ lắm, chơi mini mà, chơi đam mê mà, chúng ta cũng không có thương mại hay mua bán gì, thì cứ chơi như vậy đi các bạn, chơi theo cái kiểu sở thích của mình, chơi làm sao mà cảm thấy nó thoải mái là được, không cầu kỳ, không có đi theo cái tiêu chuẩn hay là quy tắc gì cả, uống tự nhiên. Đó, thì cái cành này mình sẽ cho nó đi xuống một chút xíu, xuống một chút xíu để cho nó có mấy cái co nó gắt gắt một chút. Đó, thì cái ngọn này chút xíu sẽ đi vô một chút xíu nữa để mình tỉa bớt mấy cái lá này đi cho nó thưa thưa lại cho nó dễ nhìn các bạn. Mini cũng dáng bay nha các bạn, mà dáng quyền của mình là không có dừng ngọn nha, không có dừng ngọn, làm một cái tàn bay thôi. Chơi cây tự nhiên các bạn. Thì sau này thì nó phát triển tàn thì vẫn giữ tàn tự nhiên, vẫn giữ cái theo của tàn nó mọc tự nhiên, chỉ được cái thân thôi các bạn, uống cái thân với những cái cành chính thôi chứ không có uống nhiều lắm. Mini thì chủ yếu là chơi cái cốt thân đó, chứ còn những cành nó quá nhỏ thì chúng ta uống vô thì nhìn nó không có tự nhiên các bạn. Cây lớn thì uống được, cây mini thì chủ yếu là uống cái cốt thân với lại cái rễ mà nó đẹp nữa thì càng tốt đó. Chỉ là như vậy đây đó, bắt đầu nuôi nuôi để sau này nó mọc thêm nhiều cành nữa thì nó dày hơn chút xíu nữa. Chậu mini các bạn, chậu lục giác mini dễ thương ha. Mini là một thứ gì đó mà mình rất là thích. Mini là mình đeo đuổi cái mini này. Khi mà các bạn trồng một cái mini đẹp, chúng ta nhìn không có chán các bạn. Thì cái này cũng lâu lắm rồi đó các bạn. Cái này từ một cái nhánh mà mình làm cách này cũng lâu lắm rồi đó. Ok, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn nhiêu đây thôi. Đó, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái clip sau nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn.